các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình đến nhà chú Kỳ để xem chú Kỳ chuẩn bị dọn nhà mới như thế nào, chuẩn bị dọn ăn gia nhà như thế nào. Thì mời cô chú chị và anh chồng xem giờ cũng đi gì hả. Xin mến chào cô chú anh chị, hôm nay thì mình tiếp tục đến nhà chú Kỳ sau những ngày mà ngôi nhà đã xong. Thì hôm nay chuẩn bị chú Kỳ chuẩn bị mừng thân gia vào ngày thứ sáu, thì mình đến đây xem chú Kỳ như thế nào. Thì mời cô chú đi vào xem chú coi có ở nhà hay không nha. Rồi, nhà vắng rồi các bạn ơi, chắc chú Kỳ đi đâu rồi đây đó nè. Chú Kỳ có bóp ổ khóa lại nhà. Đây cái ổ khóa của nhà chú Kỳ này cả cô chú. Còn bên đây là cái bếp của chú. Để mình đi tìm chú như thế nào, ở đâu hỏi thăm mới được. Bây giờ mình đi ra phía sau coi chú có bên nhà cũ không coi cô chú. Các bạn. Trời này mới mưa xong này cũng còn lầy lội quá. Bầy gà của chú hiện giờ còn chỉ có một con thôi. Còn đây là mình đi ở phía sau nhà của chú Kỳ. Chú Kỳ cũng đóng cửa lại. Ở này rất trơn các bạn. Hiện bây giờ chỗ này thì ba cái sình rất là lầy. Vì đi mình vòng ở trước. Mình tính ở trước này nó có cái cầu đi qua bên nhà chị Thảo. Bây giờ mình đi ra trước như thế nào mới được. Đó các bạn nhìn thấy là sau khi trời mưa thì trước nhà chú Kỳ vẫn còn bị dũng nước lầy lội này lắm. Dũng nước. Ở cây cào này là cái cầu của chú Kỳ này các bạn. Đây, đi tới chút xíu. Chú Kỳ rút cầu rồi các bạn ơi. Chú Kỳ không có để cái cầu đi qua bên sân bên bển. Bây giờ mình quay lại mình đi lên trên đường ruộng ra bên nhà chị Thảo mới được. Đây là cái hướng đi qua nhà chị Thảo đường ruộng các bạn. Thì hổng gài trời ở nay mưa rất là lớn các bạn. Mưa dầm. Thì ở chỗ này nước nó đụng dũng khó đi. Hơi trơn trượt. Mình đi thẳng thẳng chút xíu không thôi kẻo nó té. Đây các bạn nhìn thấy là con đường đi qua nhà chị Thảo thì nó xình lầy dữ lắm. Phong cảnh thì rất đẹp luôn. Để mình đi từ từ qua bển mới được. Không dám đi nhanh nữa. Nó hơi trơn. Tại ở đây là đất ruộng các bạn thì nó đất sét nó dễ trơn hơn là đất cát. Không biết trong này nó có dắt không, nó không dắt nó chích, nó cắn đau lắm ạ. Để mình đi từ từ để qua nhà chị Thảo tranh thủ qua. Đây là cái ngôi nhà sớm người ta không có còn ở cái này nữa các bạn. Ta đi làm ở xa, ta đóng cửa bỏ. Rồi, hướng này đi qua nhà chị Thảo, tới nhà chị Thảo nha các bạn. Đi qua cái lùm này nó tới rồi đó. Chỗ này chị Thảo để ba lá dừa để mình đi qua. Nó hơi trơn chút. Rồi bây giờ mình cùng chú Kỳ đi về nhà chú Kỳ nha các bạn. Thì con đường này là mình đi ở trên cái hướng lộ mới người ta mới làm nó sạch hơn. Ở trước nhà chị Thảo đi ra. Đây là chú Kỳ đi quá lẹ luôn. Mình đi không quen theo chú rất là. Đó, chú đi rất là nhanh luôn. Đây, con lộ này thì có hổm bà con ở đây người ta mới làm các bạn, người ta đổ đá nhỏ nhỏ đi trên con lộ này cho nó sạch đó, để cho xe chạy đồ được cũng được. Con hướng này là về nhà chú Kỳ tới cái cầu mình sẽ đi ngược trở lại. Đây cái hàng rào hôm trước chú Kỳ đã làm rồi nè các bạn, rất là đẹp nha. Bây giờ cái hướng đi vào nhà chú Kỳ được thông thoáng hơn mọi lần rất nhiều. Hôm nay anh em cũng đến đây thăm chú rất nhiều luôn. Này mình đi trường này trơn quá. Bữa nay là nhà khô nước hết hả chú? Khô hết rồi ha. Chứ vừa hổm mưa quá trời.
Bây giờ mình đi vào theo chú chị vào bên trong nhà luôn các bạn ơi, để Còn ở coi đây là như còn thế đậu nào nguồn nhé. vũng nước nè. Bây giờ chú chị đi qua bên cái bếp. À, chú chị lại thấy những phần quà của anh em Ba cửa ha. YouTube gửi tặng cho chú. Cái đó là quà của con, là cái quạt đó con tặng với chú chị đó, quạt là để treo tường, là nữa chú treo lên á. Chú đi biết treo dữ nè, Thì nữa nữa đó cái gì, cho cái gắn vô. dạ kêu ra gắn giùm ha. Đó đó là cái quạt treo tường của đất sóc gửi tặng chú. Còn cái này là nồi cơm điện. Cứ nghĩ là mình nấu bằng điện á, mình diêm điện cho mình khỏi nấu bằng củi. Để sao Dễ để dạ, sao lắm, để nữa con chỉ cho, để lát con hướng dẫn nha ha. Cái đó là của bạn Quốc Tuấn TV tặng tặng cho chú á. Để nữa là ví dụ chú vo cơm ra là chú chỉ cần bắt lên á. Dạ. ở đây đây nấu ăn nè. Cũng được đó, thì cái đó nữa mình thiết kế mình truyền ra ngoài này nấu cũng được. Dạ. Rồi có chìa phá không? Ồ, chìa phá bỏ bỏ tôi. Rồi bây giờ chú Kỵ đang chuẩn bị mở cái cửa cái nhà để chuẩn bị dắt anh em vào bên trong ngồi chơi và trò chuyện. Dạ, nhà chú Kỵ cũng đầy đủ vật dụng chứ Sau này. khi chú Kỵ đi nhà chị Thảo thì được anh em đến thăm, thì chú Kỵ rất vui Hay mừng nữa khi anh có em sẽ đến thăm. hướng dẫn chú Kỵ nấu cái nồi cơm Chú Kỵ điện còn với hay lại vung tay, chưa mới vừa quạt gành về thì cái ô để khóa. treo lên. Nhà có cái gì chú chưa biết xài chưa? Cái gì cái để thì hơi chưa gành thôi. Vậy Gành hả? chưa chưa gành thôi. Bấm ra cái kỹ cuối. Dạ. Này Tại lại chưa sử dụng gành á. từ Cứ từ quên sáng luôn. dạ để chỉ chú để cho chú biết đúng như phá không chú. Mấy ngàn tiếng rồi. Nó tiền quá vậy. Thì rồi. Quả chiến không nổi đấy. Có lỗi cái quả chiến nó bị chiến chiến rồi. Đó Đây chị gì nói chị không hợp với quý rồi. Này chị nó đúng lộn chị nó không vô. à, nhà chú chị nè, cái chính chị giờ đã sắp Rồi theo. chị, chú mang mấy ông bà nó vô đi để mà nó. Rồi bây giờ mình đã vào nhà chú Kỵ các bạn. Bây giờ thấy Nhà chú rất là đầy Kỵ đủ hồi tiện nãy nghi mình nha. đã xem trên Có đường truyền hình để cho chú thì mình Kỵ sẽ giải xem trí. lần nữa. Bên Nhà này có có cái đồng cửa hồ. hồi nãy khóa Bên này mắc để cửa. chú Kỵ làm gì đây? Mấy cái ghế để đại khách con cháu đến ngồi chơi luôn. Còn đây là chỗ ngủ của chú Kỵ nha cô chú chị các bạn. Đây là cái giường của chú Kỵ ngủ. Còn đây là cái ghế dựa cho chú Kỵ ngồi coi truyền hình. Chú đóng cửa sổ thì mưa nó không có tạt. Đây là cái nhà sau của chú Kỵ. À, chú Kỵ có một cái tủ để đựng quần áo và một cái sào quần áo luôn các bạn, rất đẹp nha. À, có cây lau nhà luôn. À, chú Kỵ đang dựng cái cây lau nhà lên các bạn. À, đồ rất đẹp nha. À. Quá trời mát rồi, nhà hiện thị có tủ là tủ đựng áo cô chú. Này thì cái nhà vệ sinh, đây có xe đạp của chú này. Đây đồ rất đẹp, cái này là của Mạnh Thường Quân chắc gửi tặng cho chú nè, máng trên đây luôn. Này gửi tặng bạn nào chú? Qua em lãnh quá phụng. À hôm qua Chú có móc con lấy móc móc lên chú. Hỏi. rồi cái tivi chú chưa sử dụng được hả? Cái tivi Cái á này chưa có gánh. Bốn chưa triệu.
chưa gần nữa hả? Thế bây giờ thì chú Kỵ ngồi trên cái ghế dựa để bật tivi xem. Chú Kỵ cũng chưa mới vừa thành thạo về cái thao tác bắt cái truyền hình nữa các bạn. Đó, chỉ cần bấm vậy à. Quá trời đẹp luôn. Tivi à. Ờ, tivi màu đẹp quá. Chú dùng cơm đi ha. Dạ, rồi, chú dùng cơm đi ha. Chú Kỵ nhân cơm rồi. Đây là cục boss và cái ổ khóa của người nhà chú Kỵ các bạn. Những cái món quà này là nữa sẽ hướng dẫn chú xài. Ừ, cũng dễ ha chú. Nó xấu rồi gì đó. Ừ, cũng dễ ha. Chú biết là biết xài ha. Biết chú biết. Không có gì đâu. Bây giờ cũng vui vẻ ha chú. Còn cái xài mình để khách tiếng có gì đâu. Ừ, có gì đâu. Cái này thì chừng nào mình ví dụ mình biết xài, cái này cũng dễ xài à chú ơi. Này là của đây là những món quà của anh em gửi tặng mừng chú tân gia nhà mới, việc chú Kỵ được ngôi nhà mới rất mừng hôm nay. Thì những cái này là đồ điện không à, mình xuống dưới chủ yếu là mình xài điện không à, không này đóng cửa là hư cái chú ơi. Nói chung là hiện tại thì mình cũng đã câu điện rồi thì mình sử dụng điện thôi. Cũng dễ à, không có gì đâu thì cái này nữa mình có đâu, dễ. Còn nó sợ nữa đâu. Nó sợ mày bao nữa điện chết đâu. Điện á. Đúng rồi. Không cho mấy bá nhất cái tính đi. Đúng rồi. Đứt thì mới lớn được. Vậy là cái tivi là chú cũng xài được phải không? Dạ. Cũng chị, như là ở bấm chú ơi. Chị bấm mà. Dạ dạ. Bây giờ Thanh cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc cô chú anh chị và quý vị một ngày mới vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và nhớ nhẹ xem những video kế tiếp của Sông Nước Miền Tây. Nếu có hay hãy ủng hộ đăng ký kênh, like, share, chia sẻ cho nhiều người xem. Và có những video mới nhất của Sông Nước Miền Tây xin bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau nha.